Ngõ 11 phố Duy Tân, nơi đang được chỉnh trang, lát lại toàn bộ đá vỉa hè. Bên dưới đá lát chưa xong, thế nhưng toàn bộ hàng cây phượng hai bên đường đã được cắt tỉa trơ trụi toàn bộ cành lá, chỉ để lại phần thân cây cao khoảng 4 mét. Không chỉ cắt cành, rễ lớn rễ nhỏ xung quanh gốc cây cũng bị cắt hết, chỉ để lại một diện tích hình vuông xung quanh rộng chừng 1 mét vuông. Đây là cây phượng cuối cùng trên con phố này bị chặt hết rễ. Nhóm công nhân này cho biết chỉ làm theo chỉ đạo, còn cây sống hay chết, có gãy đổ hay không, không phải việc của họ. Mình chặt hết cái rễ nó đi như thế này liệu nó có sống được không? Nó còn kích ra, nó còn sống bình thường anh. Sống hết đấy, bây giờ chặt hết rễ này như mưa bão nó đổ làm nào? À, cái đấy em không biết đâu ạ. Không, nói chung là cái này bảo làm thế nào còn đang làm thế thôi. Nhưng mà họ dặn anh là làm thế nào? Em chả biết. Trận dông lốc mới đây đã làm gãy đổ hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, khiến cho nhiều người dân trên phố Duy Tân không khỏi lo lắng khi trực tiếp chứng kiến cách các đơn vị thi công chặt hạ hết rễ của những cây lâu năm trên con phố này. Bây giờ chặt hết rễ thì bão nên nó phải đổ chứ còn gì nữa. Đấy, nó cũng không an toàn. Đúng rồi, đương nhiên là không an toàn rồi. Thứ hai là liệu gì đã sống được. À, đây là một cây phượng cũng khá là lâu năm rồi, sống ở ngõ 11 phố Duy Tân. Và như quý vị thấy thì là ở đây các công nhân đang đào xung quanh cái gốc nó. Và thật ra gọi là đào không phải, đây là chặt toàn bộ những cái rễ bốn góc xung quanh cái gốc cây phượng này, với cái mục đích là để lát đá vỉa hè rồi thì ốp xung quanh cái gốc cây này. Nhưng mà theo quan sát của tôi thì toàn bộ bốn phía của gốc cây này đều đã bị chặt hết rễ rồi. Như quý vị thấy là ở dưới này nó chỉ là còn đất thôi. Cái gốc cây này gần như là chỉ đứng ở trên một cái lớp gạch đá ở phía dưới này thôi, và không có cái gì bám víu xung quanh cái mảnh đất này cả. Tôi tự hỏi rằng là cái mùa mưa bão năm nay liệu cái cây phượng này có còn tồn tại được nữa hay không, không biết nó có sống được hay không, nhưng nó có đứng được nữa hay không thì câu hỏi này không ai dám chắc. Trong khi đó, như quý vị có thể thấy là toàn bộ dọc cái ngõ 11 phố Duy Tân này, tất cả những cây phượng ở trên cái tuyến phố này đều bị chặt hạ toàn bộ cành và cắt hết gốc đi như thế. Ngay khi mà chúng tôi có mặt ở đây thì những công nhân này đã dừng, họ không làm việc nữa. Chúng tôi cũng đã hỏi là ai là người thuê họ nhưng họ cũng không có câu trả lời cho việc này. Hàng cây phượng ở ngõ 15 ngay bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Không chỉ bị chặt hạ cả rễ lẫn ngọn, nhiều cây lâu năm còn phải cõng trên mình đủ thứ biển quảng cáo cả lớn lẫn nhỏ như thế này. Theo nghị định 38 của chính phủ, hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo lên cây xanh nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ tính riêng trên con phố này, nếu nghiêm túc xử phạt, có thể thu về cho ngân sách hàng chục triệu đồng. Mới treo rồi hôm trước xong rồi mới thông báo nằm về hè. Bây giờ phải cắt bỏ đi ạ. Vâng, mới bỏ đi như để như này vi phạm này, vừa lấn chiếm hành lang này vừa. Vâng, thì đây đang nằm về hè xong là mượn thang phải trèo rỡ. Thấy xuất hiện ống kính phóng viên, không chỉ một nhà mà nhiều hộ kinh doanh khác cũng tự giác tháo rỡ các loại biển quảng cáo treo la liệt trên những cây xanh đã bị cắt tỉa. Đến thời điểm hiện tại, các ngõ 11, 15, 86 trên phố Duy Tân đều xuất hiện tình trạng cây xanh bị cắt tỉa cả ngọn lẫn gốc. Đây đều là những ngõ phố đang tiến hành chỉnh trang, lát đá vỉa hè.